cậu muốn cưới con gái tôi làm vợ, vậy cậu sẽ làm cái gì để nuôi vợ? Dạ thưa bác, cháu sẽ đi thu gom rác về để nuôi vợ ạ. Cậu đùa với tôi à? Dạ không thưa bác, nếu như mà con lấy người khác thì con sẽ đi làm giám đốc, vì con đã có đầy đủ bằng cấp và kinh nghiệm mà các công ty lớn yêu cầu. Nhưng nếu mà lấy con gái của bác thì con về sẽ mở công ty thu gom rác công nghệ, thu gom rác phân loại, tái chế để cung cấp nguồn nguyên liệu cho xã hội. Ở đâu cậu nghĩ ra cái ý tưởng kỳ lạ vậy? Dạ thưa bác, là tại vì...